Xin chào, tôi là Minh Hạnh, tôi đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Sĩ Phú. Trong cái khóa này thì tôi được đón nhận rất là nhiều các thông tin bổ ích. Thế và tôi thấy được cái năng lượng, cái trái tim của Consulus dành cho khán giả ngày hôm nay. Và cái ấn tượng lớn nhất của tôi là từ những cái thông tin, từ cái trái tim của anh ấy với cộng đồng doanh nghiệp châu Á của chúng ta. Và tôi cũng rất là ấn tượng với những cái bài tập rất là đơn giản nhưng mà nó cho tôi những cái ý tưởng rất là tuyệt vời. Mình là Phương. Mình học được điều lớn nhất là cố gắng tư duy một điều gì đấy lớn và làm. Tôi nghĩ rằng nếu khi nào bạn cần một sự chuyên nghiệp thì hãy tìm một đối tác như là đơn vị tổ chức ở đây. Tôi tên là Phạm Minh Hùng, đến từ công ty cổ phần vận tải Sao Mai, chuyên kinh doanh vận tải và taxi. Thật ra mà nói, đây là một cái hội thảo rất là tốt đối với chúng tôi. Và chúng tôi thấy là rất là nhiều thông tin và chúng tôi mong muốn rằng nay mai công ty mình sẽ trở thành một trong những công ty có thể vươn ra thế giới. Nếu như mà có một dịp nào đấy thì bạn cũng nên đi tham dự, bởi vì cuộc hội thảo rất bổ ích và có nhiều thông tin. Và nếu như bạn muốn vươn ra cho công ty mạnh hơn thì cũng nên đến hội thảo.